Chào mừng các bạn nhỏ và quý phụ huynh đến với chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của One Way Radio. Chị Giọt Sương xin chào mừng các em đang đến với chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon. Thật là vui vì ngày nào chị Giọt Sương cũng được đồng hành cùng các em trong chương trình này. Giờ này thì chắc là các em đã ăn cơm, học bài xong rồi và chuẩn bị đi ngủ có đúng không nè? Hôm nay chị Giọt Sương sẽ tiếp tục kể cho các em nghe về câu chuyện ông Jacob. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi chuyến hành trình xa nhà của ông như thế nào các em nhé. Có rất là nhiều những điều thú vị và bất ngờ. Các em hãy cùng theo dõi với chị Giọt Sương nha. Ngày xưa. Trong khi Jacob ở tại Charan, anh ta muốn Rachel, con gái của Laban làm vợ mình. Jacob đã nói với Laban rằng: "Tôi sẽ làm việc cho cậu 7 năm nếu cậu gả con gái Rachel của cậu cho tôi làm vợ." Laban đã đồng ý. Vào trong ngày cưới, cô dâu được mang đến cho Jacob. Theo tục lệ của vùng này, cô dâu phải đội một cái lớp che mặt bằng một tấm khăn dày để không ai nhìn thấy mặt của cô ta. Họ đã cưới nhau, nhưng sau đó, khi Jacob dỡ lớp ra, anh ta phát hiện rằng anh đã không cưới Rachel, người anh yêu dấu, mà là chị gái của nàng, là Lea, người mà anh không hề yêu thương. Jacob đã rất buồn vì bị lừa đảo, mặc dù chính anh ta cũng đã từng lừa đảo cha của mình cùng cách thức như thế. Nhưng Laban nói: "Trong vùng này, chúng ta không cho phép em gái lấy chồng trước chị gái. Ta cũng sẽ gả Rachel cho cháu nếu cháu làm việc cho ta thêm 7 năm nữa." Jacob đồng ý và Rachel đã trở nên vợ của anh ta. Sau khi phục vụ cho cậu Laban của mình trong vòng 20 năm, Jacob đã tập trung người nhà và tài sản của mình rời khỏi Charan. Trên đường đi về nhà ở xứ Canaan, ông ta nghe một tin tức khiến ông phải kinh sợ. Ông ta biết rằng anh trai Esau của ông đang đi đến cùng với 400 người đàn ông. Jacob nhớ lại rằng Esau đã dọa sẽ giết chết ông. Tối hôm đó, ông cho cả gia đình của ông đi qua con suối, trong khi ông ở tại đằng sau để cầu nguyện. Trong khi Jacob ở một mình, ông ta thấy một người đàn ông đã túm lấy ông. Ông đã vật lộn với người đàn ông này suốt cho đến sáng. Người đàn ông đó chính là thiên sứ của Đức Chúa Trời. Thiên sứ đã ban phước cho Jacob và đổi tên ông thành Israel. Khi Israel gặp lại Esau, họ đã làm hòa với nhau. Con tập từng bước cho đời con là một muôn phương, vâng lời trong kinh anh luôn mỗi ngày hướng tâm thờ ngài, tương giao với ngài luôn. Và con nguyện nay với những ai còn chưa tin ngài, mau mau đến bên tình yêu thương của Chúa, cất tiếng hát con thờ con trên chiếc ta ơn hoan ca. Trôi giúp con tập từng bước cho đời con là một buổi phương, vâng lời trong kinh anh luôn mỗi ngày hướng tâm thờ ngài, tương giao với ngài luôn. Trôi giúp con tập từng bước cho đời con là một buổi phương, vâng lời trong kinh ngài, tương giao với ngài luôn.
từng bước, cho đời con là một muôn phương. Vâng lời trong kinh thánh luôn mỗi ngày tương tâm thờ Ngài, tương giao với Ngài luôn. Và con nguyện nói với những ai còn chưa tin Ngài, mau mau đến bên tình yêu thương của Chúa. Con tập từng bước, cho đời con là một muôn phương. Vâng lời trong kinh thánh luôn mỗi ngày, tương tâm thờ Ngài, tương giao với Ngài luôn. Vâng lời trong kinh thánh luôn mỗi ngày, tương tâm thờ Ngài, tương giao với Ngài luôn. Câu chuyện đã hết rồi nè, các em ơi, các em đang làm gì đó? Qua câu chuyện ngày hôm nay thì không biết là các bạn nhỏ của chị cảm thấy như thế nào nè. Tình huống thật là trớ trêu phải không các em? Ông Gia-cốp đã từng lừa gạt cha của mình, nhưng rồi sau đó ông lại bị cha vợ của mình lừa gạt lại giống như cách mà ông đã từng lừa gạt. Rồi cả những hậu quả của việc lừa dối và bị lừa dối nữa, thật là chẳng tốt tí nào. Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn ở cùng và chỉ dẫn cho ông Gia-cốp để ông có thể vượt qua tất cả, đúng không các em? Và ở phần sau của câu chuyện, chúng ta thấy ông Gia-cốp và Ê-sau đã làm hòa lại với nhau. Đúng là chỉ có tình yêu thương mới có thể hàn gắn, làm lành mọi thứ các em ạ. Dầu cho ai có làm gì không tốt với mình thì các em hãy thưa trình với Chúa, Ngài sẽ binh vực bảo vệ các em đó. Hãy tin cậy nơi Ngài nha các em. Còn bây giờ thì đã đến giờ đi ngủ rồi, các em có điều gì muốn chia sẻ với chị Giọt Sương thì hãy gửi về cho chị hoặc nhờ ba mẹ gửi về cho chị qua số điện thoại 0932 656 141 hoặc nhắn tin qua fanpage của Oneway các em nhé. Chị Giọt Sương sẽ rất vui khi nhận được những tin nhắn phản hồi từ các em đó. Một lần nữa, chị Giọt Sương xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong chương trình ngày mai. Còn bây giờ thì chúc các em ngủ ngon! Thank you.